sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Bùi Tiến Dũng mỗi ngày đi một siêu xe, xịn hơn cả dàn của Cường Đô La. Thắc mắc tiền ở đâu mà đổi nhiều xe thế? Câu trả lời của nam danh thủ khiến cộng đồng mạng sốc luôn. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đưa thông tin ông xã Đàm Thu Trăng lại tiếp tục tậu siêu xe mới Rolls Royce giá ra biển trắng là 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực chất chiếc xe này đã có mặt ở garage nhà Cường Đô La từ khá lâu. Chỉ là thời gian gần đây, nam doanh nhân cho nó lên sóng nhiều hơn mà thôi. Chiếc xe này cũng từng được cựu người mẫu Đàm Thu Trang check-in cách đây không lâu. Bà xã Cường Đô La diện trang phục thoải mái, năng động thả dáng trước xế hộp 34 tỷ đồng. Bộ sưu tập xe trong garage nhà Cường Đô La khiến công chúng trầm trồ không ngớt. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi tiếng về thú chơi xe cộ khi anh đổi siêu xe liên tục. Anh chàng từng gây chú ý khi sở hữu chiếc BMW i8 biển tứ quý 6 có giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Bùi Tiến Dũng từng bị bắt gặp lái chiếc McLaren 720S Spider màu xanh nước biển đến các buổi tập của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Dòng xe thể thao cao cấp này có giá khoảng 24 tỷ đồng. Thời gian gần đây sự nghiệp bóng đá của anh bị chững lại nhưng Bùi Tiến Dũng lại sống sang chảnh thay siêu xe như thay áo. Khi được hỏi về việc tiền đâu mà anh có thể mua được nhiều xe khủng đắt đỏ như thế, thủ môn quê Thanh Hóa liền từ chối trả lời. Việc này cũng khiến anh nhận về các bình luận trái chiều.